nối chương trình sẽ là một thông tin hữu ích cho những ai đang và sẽ sở hữu một xe cưng và thương hiệu Audi trong tương lai. Thưa quý vị, vừa qua ekip Trong Thế Giới Xe vừa có buổi tham quan showroom của hãng này tại thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về những mẫu xe của họ đang được kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Và sau đây, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận chi tiết của chương trình nhé. Tại thành phố Hồ Chí Minh, và đây cũng là showroom Audi đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những chiếc xe rất đẹp đến từ Audi. Và ngoài ra, với chương trình Trong Thế Giới Xe sẽ cùng quý vị khám phá những không gian dịch vụ khác tại showroom này. Và bây giờ Kim Anh xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong để khám phá showroom này nhé. Tiến vào bên trong showroom thì không gian đầu tiên mà chúng ta được chạm vào đó là không gian trưng bày của showroom Audi. Tại đây thì quý vị sẽ được tư vấn cụ thể hơn về những mẫu xe Audi mà mình quan tâm. Trong showroom hiện tại thì Kim Anh đang thấy là có trưng bày những mẫu xe như là Audi Q2, Q5, Q7, A6, A7. Và tại đây thì ngoài việc được cảm nhận thực tế về những mẫu xe mà mình ưa thích, quý vị còn được Audi hỗ trợ lái thử xe để hiểu thêm về cảm giác khi mà xe lăn bánh thì như thế nào. Trong showroom của Audi như là Audi Q2, Q5, Q7 và Audi A6. Nếu như quý vị lựa chọn dòng xe này thì sau khi liên hệ với Audi Việt Nam sẽ được nhận xe ngay lập tức. Sau khi tham quan showroom thì không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng với Kim Anh và ekip Trong Thế Giới Xe thì cảm nhận rất tuyệt vời. Và hy vọng là với trải nghiệm ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một thương hiệu để lựa chọn chiếc xe yêu của mình. Và ngoài ra, với những khách hàng đã lựa chọn Audi thì cũng sẽ có thêm một địa điểm để có thể chăm sóc chiếc xe yêu của mình quý vị nhé.